là huyện khó khăn của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Những năm qua, công tác chăm lo đời sống cho người dân luôn được đảng bộ, chính quyền và các cấp hội đoàn thể trên địa bàn huyện Châu Đức đặc biệt quan tâm. Đặc biệt trong năm 2023, huyện Châu Đức đã trở thành địa phương thứ hai của tỉnh không còn hộ nghèo chuẩn tỉnh, chuẩn quốc gia. Để có kết quả này, huyện đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng vận động chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm tạo cho các gia đình vừa thoát nghèo hoặc có nguy cơ tái nghèo có điều kiện sản xuất kinh doanh, vươn lên ổn định cuộc sống. So với các huyện, thị xã, thành phố trong cả tỉnh, kinh tế huyện Châu Đức khi địa phương mới thành lập vào năm 1994 có sức phát điểm rất thấp. Số hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao trong tổng số hộ trên địa bàn. Theo thống kê của Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện, tổng số hộ nghèo đầu giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện là 2.717 hộ, chiếm tỷ lệ 7,52% trên tổng số hộ dân. Sau nhiều nỗ lực của chính quyền địa phương và sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến cuối năm 2023, toàn huyện đã không còn hộ nghèo chuẩn tỉnh, chuẩn quốc gia. Để giúp người dân từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt là các gia đình mới thoát nghèo tiếp tục vươn lên, trong đó đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên đã triển khai có hiệu quả phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Với nhiều hoạt động thiết thực, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống một cách bền vững. Thông qua việc tổ chức các phong trào thi đua nước, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động xây dựng quỹ vì người nghèo, quỹ cứu trợ, chương trình an sinh xã hội, từ chủ trương của đảng, qua công tác tuyên truyền vận động đã trở thành hành động thiết thực của nhân dân. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua luôn được triển khai đồng bộ, rộng khắp, thu hút nhân dân hưởng ứng. Bằng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức cộng đồng và nỗ lực vươn lên của chính các hộ nghèo, đến nay, các hoạt động hỗ trợ các gia đình vừa thoát nghèo vẫn đang được duy trì đẩy mạnh và đem lại hiệu quả, giúp các hộ vừa thoát nghèo, các hộ khó khăn dần vươn lên, có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chương trình lễ phát động gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm 2024 do Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tổ chức, thu hút đông đảo mọi người chung tay. Với phương châm hành động nhỏ, ý nghĩa lớn, lãnh đạo huyện Châu Đức kỳ vọng, từ sự chung tay của mọi người gửi một ít, nhiều người sẽ tạo nên nguồn lực lớn, sức mạnh tổng hợp để cùng chung tay giúp đỡ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Không những vậy, thông qua chương trình còn tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của người dân, góp phần làm cho nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn toàn huyện ngày càng phát triển lớn mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội thiết thực, tạo bước đột phá trong công tác thoát nghèo bền vững cho Châu Đức. Theo thống kê của Ngân hàng Chính sách Xã hội, sau khi triển khai, đến nay toàn huyện đã huy động hàng trăm cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn huyện mở sổ gửi tiết kiệm với số tiền gần 17 tỷ đồng, nâng tổng số dư tiết kiệm lên hơn 35 tỷ đồng. Số tiền này được hòa vào dòng vốn hơn 774 tỷ đồng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn, thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện. Tại buổi lễ, các hội đoàn thể trong huyện cũng đã phát động chương trình phối hợp huy động tiền gửi tiết kiệm của đoàn viên, hội viên với mục tiêu đến cuối tháng 11 năm 2024, số tiền huy động là 14 tỷ đồng. Trong thời gian tới thì Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục huy động các nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức và người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện, huy động cái nguồn vốn từ tiền gửi tiết kiệm để tiếp tục cho vay các hộ nghèo đã thoát nghèo để họ có cuộc sống bền vững, thoát nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn. Thì đây một việc làm rất tốt, tôi cho là rất là có hiệu quả, mà tạo điều kiện để cho người dân nghèo họ đến họ vay, họ tạo điều kiện phát triển nông nghiệp cũng như vượt khó. Cái này tôi nghĩ là rất tốt, đây là chủ trương rất tốt mà cần nhân rộng, và chúng ta cũng cần nhân rộng đến không phải hộ doanh nghiệp mà đến những với hộ gia đình cá thể, những người có điều kiện cũng đem tới ngân hàng chính sách gửi. Chương trình văn nghệ gây quỹ từ thiện do Ủy ban Nhân dân xã Quảng Thành,
Với sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Thiên Việt, trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, thu hút đông đảo người dân trong xã và các địa phương lân cận tham gia. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 30 năm thành lập xã Quảng Thành, hướng tới chào mừng 30 năm thành lập huyện Châu Đức. Dịp này, Công ty Thiên Việt và các nhà hảo tâm là con em của quê hương Quảng Thành đã trao tặng cho các gia đình khó khăn trên địa bàn 200 phần quà, 40 thẻ bảo hiểm và hỗ trợ xã xây dựng một căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng. Cái chương trình nhịp cầu tri âm quê hương, một chương trình ca nhạc đặc sắc để cho người dân được hưởng thụ về mọi mặt, tinh thần và đặc biệt là cái sự quan tâm về cái an sinh xã hội. Nhân kỷ niệm là 30 năm thành lập xã Quảng Thành, tiến tới 30 năm thành lập huyện Châu Đức, thì Công ty Thiên Việt chúng tôi cũng muốn để thực hiện các cái chương trình tại địa phương mà nơi mà chúng tôi đã sinh ra và lớn lên, và chúng tôi rất là tự hào về điều đó. Chị Nguyễn Thị Tú Anh ở xã Cù Bị là mẹ đơn thân nuôi ba con nhỏ. Sau khi thoát nghèo vào năm 2023, chị tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của địa phương cũng như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xã. Biết chị có nghề may quần áo, lại có những mối hàng quen trong thôn, trong xã, thông qua mô hình mét vải yêu thương do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện triển khai, chị đã được giúp đỡ 140 mét vải như một cách trao sinh kế. Từ nguồn hỗ trợ này, chị có điều kiện để may thêm đồ bán, đồng thời nhận may quần áo cho các hộ xung quanh với mức giá ưu đãi để khuyến khích bà con đến may đồ. Sau thời gian vừa may vừa bán, đến nay cuộc sống của bốn mẹ con chị đã dần ổn định hơn, cái nghèo khó vất vả ngày càng lùi xa. Hai xã đôi xã nên mặt trận cũng hỗ trợ. Cái lúc đó mà nói ra nhận tiền là nghĩ là em nói đi ra, lúc mà ra nhận tiền là em thấy rất là, nói chung mà trong lòng mình nó vừa mừng mà nhiều khi cũng là cái động, giống như là cái xúc động của mình, của em, là nhiều khi nghĩ là mình cũng được con, có nhiều người họ cũng khó hơn, nhưng mà nhiều khi giờ chưa cũng nhờ ngoài mặt trận đó giúp đỡ cho em cái số tiền là 15 triệu đó. Nhiều khi cầm tiền đó, nhiều khi nước mắt cũng chảy. Mình cũng còn có nhiều người ta cũng quan tâm, chứ không phải là chỉ mình chỉ ở sống một mình. Hai vợ chồng mới ra thì nhà cũng tạm, rồi cũng mới có nhà, giờ được chính quyền địa phương với các nhà để tài trợ cho được cái nhà. Và cũng vợ chồng em rất cảm ơn Đảng, Nhà nước và những cán bộ xã Bầu Trinh đã hỗ trợ cho vợ chồng được cái nhà ở khang trang, che nắng che mưa để đi làm, để lo cho con gái. Tôi sẽ lựa chọn một số cái mô hình phù hợp với người dân cũng như là hộ nghèo nói riêng, để mà cùng nhau để mà tháo gỡ cái hộ khó khăn và liên tiếp trong vài năm liền. Thì đối với những người hộ mà khó khăn trên địa bàn xã cũng như hộ nghèo thì rất là mạnh dạn và thực hiện chủ trương của chính quyền địa phương, cũng đã cùng nhau thoát nghèo. Đời sống của người dân Châu Đức đã và đang từng ngày phát triển, chất lượng cuộc sống từng ngày được nâng lên, số hộ khá giàu chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Kết quả này không chỉ khẳng định hướng đi đúng của chính quyền địa phương trong công tác giảm nghèo, mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của các tổ chức cá nhân trên địa bàn, khát khao vươn lên làm giàu ngay trên chính quê hương mình của người dân Châu Đức, từng bước đưa Châu Đức ngày một phát triển giàu đẹp và trù phú.